Dạ, con tên là Chi Mai, năm nay con 12 tuổi và hiện tại con đang học ở trường Đống Đa. Vừa rồi thì con đã kết thúc khóa học MC nhí của trung tâm You Can Now. Sau 10 buổi học của khóa học MC nhí thì con đã học được những cái kỹ năng gì nhỉ? Dạ, con á, con cảm thấy mình tự tin hơn, nói năng lưu loát hơn ạ. Sau 10 buổi học thì con thấy là con thích nhất buổi học nào? Và sau cái khóa học này thì con có cảm nghĩ như thế nào của riêng con về khóa học MC nhí? Dạ, con vẫn cảm thấy ấn tượng nhất về buổi diễn xuất và con cũng khá là thích cái khóa học này ạ.